dẫn chưa? Mình sẽ cho ngon lên, ngon lên cho nó thơm. Cho ít tiêu lên nữa. Rồi để mình bưng ra bàn mời cả nhà cùng ăn nha. Ăn hoài cho nó mập luôn. Cà phê mà không uống á, ngày nào mình uống cà phê là mình nằm ngủ hoài luôn á, nhức đầu á, mở mắt cái dậy không nổi, không làm việc được luôn á. Tiếng Mỹ thì không xong, tiếng Việt cũng không rành. Nói lộn và lộn lời cũng phải đặt nói luôn cả nhà, nói tiếng nào nói tiếng thôi. Mà tại vì ở nước Mỹ tiếng Mỹ cũng không rành mấy, mà qua Mỹ lâu quá mà tiếng Việt nhiều khi có nhiều cái từ mình cũng quên á. Cười lắm, có nhiều từ cái xong mình nói hôm đó mình nói cái gì đây nè, nói câu gì đây mà cái anh gì anh nói mình đó là sao nè, tự nhiên giờ quên nè, mà nhớ là có người nói mình tại sao mà dùng cái từ của người Bắc thì nó không biết gì đó, không biết nữa cái tiếng gì giờ mình quên rồi. Chào cả nhà ơi, hôm nay có khỏe không? Hôm nay khỏe không cả nhà ơi. Bữa nay mình sẽ chia sẻ với cả nhà một món hủ tiếu xào chay. Đây là đổi là tự nhiên thèm cái gì mà xào xào bánh chấm nước tươi chan nước tương lên tỏi ớt cay lên ăn nha. Rồi xong rồi nhớ lại nữa mua cái bịch hủ tiếu tươi nè, mà tính về nấu hủ tiếu ăn cái nè, mà nói thôi à, mua về để hoài à, mà hổng ra bữa giờ cái không biết sao làm biết cái không nấu. Cũng không nấu rồi xong rồi cái để nó hoài rồi tự nhiên rồi xong rồi cái mà tự nhiên cái thèm cái lẩu thái đó nè. Lẩu thái đồ biển đó, cái đi mua nấm rồi nè, mua nấm này kêu nấm gì không biết, nấm kim châm hay gì mà loại bự á, rồi giá rồi này kia họ về từ để đó mà hai bữa nay luôn cái cũng không có nấu luôn. Rồi xong rồi lô bô cái cũng không có nấu luôn, chứ có mình ăn cái mấy cái món đó cái nhiều khi nấu cũng rồi cái thôi thèm lúc đó cái đi mua về cái đồ cái để đồ để đó cái thôi cũng không có nấu cả nhà. Rồi giờ tự nhiên tôi muốn ăn mì hay hủ tiếu gì, gì xào chan nước tươi cay cay hay ăn bún gì đó, cái ra lột tủ giờ thấy là phải lột mới nhớ có còn một bịch hủ tiếu nè tươi rồi đi lục liền coi còn gì không. Rồi mà cũng tôm cá thì hằng hà nhưng mà không muốn ăn, còn một hũ tàu hũ giờ chiên tàu hũ này lên cái xào hủ tiếu chay, hủ tiếu chay ăn cả nhà ơi nè. Có đáng lẽ hủ tiếu mình xào có hành có hẹ có cần nữa không, có gì xào đấy mà có hành, mình xào hành với cà rốt với lại mắm cả nhà. Trời ơi đó, có mình ăn mà có rổ nấm à, nấm với giá. Rồi thôi bây giờ mình đi sơ chế. Sơ chế cả nhà ơi, sơ chế rồi xong rồi chiên, giờ đi chiên tàu hũ trước chứ, chiên tàu hũ xong rồi cái xào rồi cái tiếp tục chia sẻ cả nhà nha. À, miếng tàu hũ vậy cả nhà, và cắt ra cái chiên. Mình có tật vậy đó, à, thèm cái món gì mà phải làm liền luôn, còn mà hả mà thèm mới chạy đi mua về đấy để cái trong cái là làm biến. À, này là ngẫu hứng nè, mấy cái món này là toàn làm hủ tiếu là để nấu hủ tiếu, nấu hủ tiếu rồi còn nữa hả. Ba cái nấm này thì tính nấu lẩu thái, mua về tính không à, mà không có nấu luôn, giờ rốt cuộc là thành xào hủ tiếu chay. Bây giờ mình đi xào. Đây là mình chiên tàu hủ cả nhà, chiên tàu hủ. Rồi đồ hủ mình cũng đã chiên xong cả nhà ơi, mình gấp ra. Xong.
Đây là phần đậu hũ của mình đã chiên xong. Rồi, bắt đầu mình sẽ xào nha cả nhà. Mình sẽ xào rau trước. Thường mình xào á, mình ăn cái xương mình không có cho cái gì vô nhiều hết, cái nhà mình chỉ cho ít dầu hào vô thôi nha. Lát cái gì mình chan nước xương á, cho chút xíu dầu hào vô, nó thấm chút xíu được rồi. Rồi bây giờ mình cho hủ tiếu luôn nha. Rồi, bây giờ là cuối cùng là bà hủ. Xong rồi cả nhà nha, dọn ra bàn mời cả nhà ăn nha. Mời cả nhà ăn hủ tiếu xào chay với mình nha. Trời ơi, ta nói thèm mà cả nhà. Thèm là nghĩ ra thôi. Cái gì mà thèm là nghĩ cách à. Có gì làm nấy. Cũng thành một dĩa quá trời ngon luôn rồi cả nhà ơi. Chị ăn vô miếng nước tương cay. Cả nhà nha. Ngon quá. Phải qua. Cái nấm á, nó giòn giòn cái hành á, cà rốt rồi nó giòn giòn rồi. Rồi chan nước tương cay vô cái nhà, ngon ơi là ngon luôn á. Mấy cái món này nè cũng dễ ăn đúng không, giống như mì xào hủ tiếu xào vậy á. Mình lại phái mấy cái món vậy nè, xào phải có nhiều rau vô rồi một chén nước tương cay thì cay ha. Mời cả nhà miếng tàu hủ nha. Tàu hủ được chiên ngon lắm trời. Mấy cái nấm này nè, ăn cũng ngon, giòn. Nó giòn, nó dai dai. Tính mùi gì nấu lẩu Thái đó. Tính không à. Thèm mất cái nhà mới không thèm. Cái xong cái đi chợ nghỉ nghỉ tới cái mua bóc bỏ vô. Về nhà cái tự nhiên cái không làm không nấu làm biến quá. Nghĩa là có mình ăn nấu cho mình ăn á, đâu có xuyên mới nấu mà không xuyên. Cái hết thèm mới không nấu nữa. Thèm thì nghĩ tới còn không thèm. Ăn không vô gần là ăn không vô cho mâm mâm. Cho ăn bún nè. Thảm ăn nữa. Trời ơi, này đút nó chịu ăn mấy cái này. Ngồi bên kia ăn nhóc nó quậy quá. Bây giờ qua bàn này ngồi cho nó chơi. Nó còn nhỏ à. Nghe không? Xào đơn giản mình làm nhanh lắm. Cái này cũng đâu có gì đâu, làm lâu lắc rau thì sẵn sàng rồi, xong rồi đậu hũ chiên lên, hủ tiếu tươi mình đâu có cần luộc đâu. Chỉ rửa sơ qua rồi mình xào nó ngon ghê không? Nhanh gọn lẹ, có một dĩa hủ tiếu chay luôn. Hủ tiếu xào chay.
Ở nhà uống cà phê nha. Từ nãy sáng nay tới giờ này á cũng chưa uống cà phê. Nay bắt đầu nhỏ gái mình đi học hè trở lại. Bắt đầu vừa tối hôm qua là trường học bơi vừa phát bằng, lãnh bằng học bơi là xong cái khóa học bơi rồi đó. Rồi bắt đầu trở vô học hè. Học hè nó kêu bên đây nó kêu bằng kem đó, học ở ngoài trời quá chứ không có ở trong trường, giống như cũng đi học từ bình thường giờ giống như đi học ở trường vậy á. Nhưng mà ở ngoài sinh hoạt ngoài ở ngoài trời cho mấy đứa nhỏ nó là thích vẽ, thích làm này kia nè. Đó. Con gái mình nó không, nó cũng không có thời giờ được nghỉ gì chứ. Ông xã mình ổng làm hết trơn à. Ổng không học này học kia học miết à. Chứ nó cũng không có được nghỉ ngơi gì đâu. Thôi mà kệ. Muốn làm sao không làm, không thích không làm thôi. Mình thì chỉ là đưa đi rước về. Còn mà sắp xếp trường học, mở lớp này lớp kia cho con là ông xã mình không làm hết. Giờ mỗi sáng hết đưa nó đi học bơi và bắt đầu đưa đi học. Nói ra một dĩa luôn. Ít nhất ăn cũng phải 2-3 lần mới hết. Rau thèm mấy xào ăn ngon thiệt cả nhà. Đơn giản mà ăn ngon ghê. Tại mình thích làm YouTube. Chứ còn hả? Trời ơi, làm như là cũng vui đó, không có YouTube mình cũng thấy hơi buồn buồn. Nó làm quay phim nói chuyện đồ á, tâm sự rồi. Nên còn thấy mà mình còn thấy mình trẻ trung ra chút. Còn bình thường thôi, đâu có sửa soạn làm gì. Giờ có YouTube mới sửa soạn đồ này kia nọ đó. Chứ còn thôi là hả, mình quên mình là như thế nào luôn đó cả nhà. Cũng không có quan tâm nhiều gì tới sức khỏe, quên tới ngoại hình nhóc dáng. Từ khi có YouTube mình mới thấy trời ơi, nhìn vô sao thấy giờ mập quá, thấy ốm quá, mập quá rồi nhìn thấy hết. Nên là mình mới ăn kiêng rồi này kia nọ, còn không có thôi, chắc mình cũng để ý tới đâu. Nói ăn kiêng vậy chứ đâu phải ăn kiêng gì đâu. Ăn kiêng là phải có bài bản đàng hoàng mới xuống cân được. Còn mình ăn chỉ là ăn bớt thôi. Ăn ít lại một chút thôi, chứ ăn ít thịt cá lại ăn, không phải cá thì không sao, ăn ít thịt lại một chút thôi. Chứ ăn kiêng gì, ăn kiêng là người ta phải có bài bản, không có này kìa. Ấy lắm, hồi trước mình cũng hay ăn kiêng mình biết mà. Còn giờ kêu bằng là ăn ít lại một chút chứ không phải là ăn kiêng. Nó là điều mình muốn giữ là đừng cho nó mập nữa thôi, chứ còn muốn xuống cho ốm nữa rất là khó. Chỉ là muốn sao mà đừng cho mình bị lên cân nữa thôi. Có, nên là giờ ước gì là đừng có lên cân nữa thôi, mình ăn vậy đừng có lên cân nữa thôi. Ở nhà biết không, nhiều lúc nói ăn hoài chứ không thấy chán. Muốn lên ca hát một hai bản nhạc được nghe chơi cho vui, khỏi bớt ăn lại. Nhưng mà không được cả nhà ơi. Mình biết sao á, nghe chưa chị Hạnh chỉ nói là mình chỉ hát mà miễn sao mình lấy nhạc karaoke của Việt Nam là được. Mà không được, mình cũng hát cũng lấy vậy mà mình thử bỏ lên cái là đánh nó cho mình bị dính bản quyền rồi. Mình cũng biết sao nên thôi mình lấy xuống. vừa bỏ lên mà thấy là hả, dính bản quyền hoài. Thôi mình không biết làm sao, không rành. Mình làm cái YouTube thì mình không rành mấy cái đó, không biết. Nó kêu mình vô cái gì đó không biết nữa. Nó gửi cái trong YouTube, nó gửi mail cho mình, nó nói là mày phải vô cái gì ID cái gì đó không biết nữa. Nên là
mình không làm mấy cái này nữa thôi, mình không làm được, không làm được. Ông xã mình cũng không nhờ, cũng đâu có được đâu, ông biết biết máy móc, nhưng mà YouTube ổng đã không thích mình làm rồi, mình mình nhờ ổng nữa là phiền quá à. Thôi khỏi luôn. Ăn hoài luôn. Ăn hoài cho nó mập luôn. À, quá trời mà ngon, miệng quá, ăn hoài không có nhờ. Mình bị ốm. Thôi ăn hết miếng này nữa thôi. No quá trời no luôn á, nghe ngon thiệt. Cà phê đá. Trước mình uống cà phê sữa rồi mọi người, cà phê sữa đá mà hả, xong mà thấy lên cân quá thôi uống cà phê đá luôn. Cà phê mà không uống á, ngày nào mình uống cà phê là mình nằm ngủ hoài luôn á, nhức đầu á, máu mắt như vậy không nổi, không làm việc được luôn á. Bữa nào cũng giống như làm vậy, cái lu bu mấy đứa nhỏ này xong mới tự nhiên tới trưa, cái nhầm bữa quên ở nhà cái xong thấy cái đầu mình nhức ra mệt mệt sao, là nhớ lại, ôi chưa uống cà phê, trời ơi, giống như bị ghiền cà phê ghiền mà không uống cũng bị nhức đầu nữa, ngộ thiệt á. Giờ tới đây cũng dài rồi cả nhà. Rồi thôi mình cũng tạm dừng tại đây. Cũng cảm ơn cả nhà đã đồng hành và xem video của mình. Rồi thôi tạm biệt cả nhà nha. See you next time. Và see you video tới. tiếng Mỹ thì không xong, tiếng Việt cũng không rành. Nói lộn và lộn lời cũng phải đặt nói luôn cả nhà. Nói tiếng nào nói tiếng thôi. Mà tại vì ở nước Mỹ tiếng Mỹ cũng không rành mấy. Mà qua Mỹ lâu quá mà tiếng Việt nhiều khi có nhiều cái từ mình cũng quên đó. Mắc cười lắm, có nhiều từ cái xong mình nói hôm đó mình nói cái gì đây nè. Mình nói câu gì đây mà cái anh gì anh nói mình đó là sao nè. Tự nhiên giờ quên rồi. Mà nhớ là có người nói mình tại sao mà dùng cái từ của người Bắc cái gì đó, không biết gì đó, không biết nữa cái tiếng gì à, mình quên rồi. Nhưng mà mắc cười lắm, mình nói tại vì mình đâu biết, với lại cũng không biết nữa. Thì nhiều khi mình cũng nói chuyện bình thường thôi mà tự nhiên mình nói vô cái tiếng đó mình cũng đâu có biết là tiếng đó là chuẩn. Đúng rồi, giờ nhớ rồi. Nói là ngon thì nó ngon thôi, về cái gì nấu ăn ngon, nói là chuẩn vị, đúng rồi, chuẩn vị gì, bắt chước mấy đứa bất kỳ gì đó. Ở gì mà chuẩn vậy. Nhớ rồi à, mình cũng mấy mình nói mình đâu có biết, mình nói mình không có biết thì mai mốt không nói vậy nữa. Mình nói là thời nấu ăn ngon quá, cái gì anh nói sao chuẩn vậy thì biết bao nhiêu vị, cái gì cái món của Hàn Quốc thì biết bao nhiêu vị mà nói là chuẩn vậy gì bắt chưa gì đó. Mình cũng có cười nhưng mà không sao, thì mai mốt mình không có nói nữa tại mình đâu có biết. Thôi trời, nói bye bye mà còn ngồi đây tám nữa thôi. Tạm biệt cả nhà nha. Hẹn video tới. Bye.